không mới được có 13, 14 người thôi mà. Không thế thôi. Lại bỏ đi. Chạy bao lần qua chuyền đâu. Ngồi này sợ thấp không nhỉ? Dạ. Ngồi quay sợ thấp à? Bảo em mình tập đá chậm lại đi, đừng đá kiểu đá đấu, mình đã phải đấu đâu. Đá đi, em ngồi em nghịch đi. Anh em cứ thay nhau ra thay nhau vào thôi, không phải ấy đâu. Được cái chị nhỉ? Với mình đá này cũng được, có vấn đề gì đâu nhỉ? Hôm nay là thiếu ai đấy nhỉ? Thằng được đội này là đội ấy rồi đấy, đội này là đội cứng rồi đấy. Đây có thằng Duy tầm nhanh. Em nghỉ đội thứ 6 rồi. Ờ, thôi đội đấy đá gì? Đội đấy đông mà. Anh em thấy ở đại đội đấy đông mà tranh nhau đá. Đá vào vẫn được. Đội này là bọn anh bốc riêng để đá giải đấy. Có quay không? Đang cũng đang quay à? Vâng. Đây là đang có cả ban ấy này, giám đốc kỹ thuật này này. Tính điểm. Mày chuẩn bị vào thay thằng Tú bây giờ đấy chứ ạ. Em sẽ thay thằng Tú và Duy này sẽ thay Ngọc. Thay vị trí nào thay đúng vị trí đấy thôi. Thằng Trường là nó tiền đạo. Đấy. Đẩy ra. Bình tĩnh nào, sửa bóng nào. Ông này em tưởng nó hồng mà. Đây đó. Ông xanh rồi đấy. Tuyến không. Em thấy ông đi tưởng nó hồng mà. Không, đặt cánh cho nó đá cánh thôi. Thằng này nó đá thòng nguy hiểm lắm. Thằng này nó đá thòng nó. Ông đá cánh cũng ham công lắm. Đá chỉ nếu trong trận chỉ cho không về được chỉ đúng cho lên giữa sân thôi. Đúng rồi. Để về được cơ thì tốt. Quả thằng Tuân nó truyền ra cho anh mấy quả đẹp, nó chờ mấy quả anh bị dướn quả nhịp, không chế mất nhịp quá. Cái quả gần đây nhất là nó truyền ra như anh thằng hậu vệ nó dướn được, nó phá quả bóng ấy. Mình đứng quả đấy. Tiền đạo anh đứng một vị trí bị nó kèm, nhiều khi anh thấy em đảo sang đấy rồi anh đảo để cho nó khỏi ấy, nó khỏi kèm. Mấy quả anh em mình hai anh em đang đấy, phải đảo đảo cánh ấy. Quan sát thôi, anh thấy em anh mà đứng sau mà anh quan sát được là anh phải tự di. Đúng rồi. Em mà đứng sau em quan sát thì em phải tự di ở chỗ khác này. Đấy. Hiểu nhau thôi chứ. Rồi. Tốt. Tốt quá. Tốt. Về thôi. Camera có bật không đấy? Có bật. Nó bật. Nhưng mà quay được quả vào không đấy? Có. Quay thủ chuối đất sao mà? Không. Thanh người kìa. Ai thay đây? Đây cho ông ấy vào đá giữa. Đá thì còn gì kìa. Đá đi em. Đá đi. Em ngồi kìa. Anh Tiến thay. Không, anh Tiến đang chân đau. Anh Tiến kệ anh ấy rồi. Anh cứ đá đi, chạy tí nữa em. Thôi em đá tí nữa đi ấy ơi. Cường à hay gì? Cường đá thêm tí nữa đi. Được bao nhiêu phút? Mới quay được 4 phút. À nhưng mà đá được bao nhiêu phút rồi? Đây mẹ kinh nghiệm mà quay để nó đá tung đấy. Con này sao xuống đây đây? Sao lên đây mà ngồi uống? Mặt quá. Để trên này quay đâu. Để khớp trên này mà quay. Cánh luôn đi em, cho sớm đi. Đập về. Quả đấy đập về luôn nhá. Tốt. Sát người vào Ngọc ơi, thòng bắt sát người vào. Tốt. Cánh phải đây. Tốt.
này nó phang giữa được mà. Nhưng mà đá không giữa bằng hay bằng thằng Tuân này. Tuân nó đã dẻo, hắn trên này, này nó ấy nó gì đó. Chưa bài rồi. Tuân nó chưa bài được. Nó để thế nó không bị lấp cái này à? Không. Này, anh em bảo cho ông Dũng Quân này vào đá hai buổi chủ nhật nữa, anh em quen mặt không? Đội này là đội mình đóng tiền mình. Nhưng mà đội chủ nhật ấy để đá cho anh em nó quen mặt. Hả? Cho đá đội chủ nhật nữa để cho anh, quen anh mặt. Anh còn đang không cần chúng nó biết. Tân Đường và Dũng là anh không cần biết mà. À, sợ nó biết nó ấy á. Đội này là đội anh nộp tiền vào để anh thấy. Có gì để tại. Ơi mình không phải vì ghi nhiều, mình phải cầm ban bóng nhiều. Anh em chịu khó bật nhiều vào nhá để cho nó quen nhau đi đã. Anh Tú giờ này yếu nhỉ? Trông chạy yếu. Chưa hôm hôm chưa nay đá trận này đã khỏe, anh ấy đã tốt rồi. Chưa nay ở đây nấu gì ở đây. Chưa nay anh làm mấy trong này. Tao ngủ từ lúc 1-2 giờ. Anh Hùng mà không thấy bọn bọn là anh ở nha, bây giờ là mùng 4 tháng 10 là bắt đầu đá này thì là mình sẽ có lịch. Tuy là luôn là như thế này. Không sao đâu anh. Cảm ơn nha, bà chính. Không sao đâu, mình hôm nay là chỉ là tập, mình sẽ tập thôi, chứ không phải đâu. Cứ vào đá nhưng mà giữ chân nhá. Đau là phải không được cố. Cứ để đấy thôi. Vâng, em đã bỏ gì ra cho em ngồi. Duy đá giữa. Tầng Tuyến này đá cùng một cánh ở trên với cả Tầng Cường này. Anh còn gì đá? Hả? Anh còn gì đá? Tiến đạo trường rồi. Bảo Tiến nhập vào khác đây. Bảo anh em đội này vừa sức thì chịu khó. Bàn chuyền đi, bàn chuyền đi, đừng đá kiểu tấn công mạnh quá. Đá bán bật tới, đá chậm thôi. Thùng ghi ra đấy là đủ, đội mình là đủ. Ghi vào đội mình nhá. Nó có vào không? Có chứ. Sao lại kéo nó vào được? Anh chú gì? Ở bóng đá quốc tế người ta gọi là cò mua cầu thủ là gì nhỉ? Mendes nhỉ? Siêu cò. Anh trên vị trí chốt lúc thằng Duy này nữa là mình miếng vá hoàn hảo luôn. Bạn ấy đá đâu anh ơi? Hả? Bạn kia đá vị trí nào? Giữa hoàng hồng. Nó mới cả em là sẽ tẩy ải phía giữa. Tại vì đội mình làm gì có giữa, làm gì còn ai nữa đâu. Đúng không? Hả? Vâng. Đội mình giữa hết rồi làm gì nào. Thằng Cường Tỏi thì hôm nay vắng thằng Cường Tỏi với thằng Luân thì hai thằng là đều hậu vệ hết. Ui dồi ôi, bên này đẹp thế này. Nhẹ nhàng thôi anh em, khó bỏ đi. Cường tránh nó nhá. Anh sút thì tránh nó. À rồi không, anh em này lấy mà kiểu ham quá thôi. Những cái tình huống ham bóng mà anh gì đâu. Anh nhìn thấy đầu từ đầu đến giờ anh em đá bình thường mà.
Ô. À chán hơn anh Tú nhỉ. Tú đá tốt đấy. Anh ấy chưa tuyển xuống Nam nghe. Ngày xưa giờ nó khác, anh mỗi thời một khác gì. Anh giờ chỉ tuyển bia thôi. Sông Nam Nghệ bia thôi. Anh em chịu khó ban truyền đi, đừng đá bóng bỏng nhiều quá. Đã có dưa anh Tuyến đấy, tại để sau mình ba giải không đạt được đâu. Anh ấy cứ anh Tuyến cứ đập ở dưới cho các bạn đập thôi. Mình ấy mà. Dưa bên mình ở ngoài trường còn có 2 3 đi làm giúp đi nhỉ. Vâng. Giúp là không phải hay là cũng đá đâu. Thế là có 3 nữa đấy. Anh ơi mình đá thể thức như nào nhỉ? Vòng tròn hay như nào? Vòng tròn tính điểm tròn. À, chữ à. 6 độ thì sẽ chọn ra 4. Nói chung là mình cứ không được, cố gắng không để thua được. Thắng ơi. Ui giời, quả đấy đôi kia đi đá ở đâu anh Dũng? Chiều hôm nay bắt đầu đá chung tập hợp. Đây Dung Nguyên, đây là cầu thủ Dung Nguyên. Tính 6 đến 8 độ. Hôm nay đội Côn. Khởi động đi. Năm muộn rồi em. Em đi làm xa quá. Bạn anh vào đá chưa? Rồi. Anh cũng cày đi thay làm cường đá lâu rồi nó đang mệt đấy. Vâng. Con cũng đá rồi à? Đá rồi. Không phải các bạn hôm nay mấy hôm bia rượu nhiều quá, mấy hôm nay nó. Oải. Đôi này là hôm qua em chưa hoàn tiền được. Tỷ số bao nhiêu rồi? 3-0. Mình thắng à? Anh chúng sinh năm 7. Thay đá vào ấy đi xong thay cường. Cầu thủ Dũng Nguyễn đá của tuyển Juve mới về. Đang, anh đang xỏ giày. 3-0 rồi gan nhanh nhỉ. Đội kỳ yếu quá. Anh Hùng chắc chưa đá. Anh Tiến. Anh Tiến là bị đau chân. Anh Tiến đang đau chân đang phải giữ. Cường đang đá thỏng à? Ừ, thì Cường đang đá cánh rồi. Ừ, và đá cánh rồi đó mình. Con này đá gì? Mình đá giữa. Dũng ngồi xuống bên dưới này. Ngồi chưa khó đập đi. Đá cho nó quay người anh ơi. Bên này. Cái ơi, con khởi động đi không? Đá luôn. Luôn khởi động kéo.
nói rõ ông là đang đi ở chỗ kia. Anh này đá phải hô lên. Cường là mẹ Cường. Anh Ngọc thì đá lâu rồi. Anh Ngọc bên kia hàng rào về nhá, mẹ của mình từ qua mẹ tầm đầu rồi, bấm đồng bấm chết con cút hay ấy hay quá tốt thu bằng này không thu được bằng anh bằng thu được ở đây nó không thu được thu xe vâng thế anh thu xe được thế ở đấy để thu được thế nhẹ nhất 200 thôi anh cẩn trọng nhất các bạn là mình kéo cầm mẹ mình giấy tờ xe không nguyên biết kéo gì cả thu bằng đỏ là con người của đảng chính phủ của chồng bố tổ chức buồn cười được thật em chỉ buồn cười là nó bảo em là giờ là cái thu bằng lái này tước mẹ quân tịch luôn anh đúng không anh ạ không được đúng không loại này mới đuổi quay chết đấy mẹ thì thay đi thay thay Ngọc kia anh Ngọc phải giữ lâu rồi đấy ông mình bảo thật mà nó bảo thật cắt tốt kìa này đã tốt thế rồi. Cái gì đổ nữa.
Bây giờ thằng này không để xin chào tất cả bà con. Chịu khó ban truyền nào, không phải đá thi đấu đâu, đang đá tập mà. Khó ban truyền. Tập chỉ ấy thôi, truyền thôi. Quen nhau đi ạ. Không, không có nó đá ấy được. Đá hai giữa cơ à, đá dày thế nó đấy ạ. Cắm mình anh Tiến ở trên thôi. Trong khi bảo nó hơi va chạm luôn đấy. Cánh nào hiểu không? Ông Tiến Hàm đã ra chân, ra sân bây giờ, chân nó bóng rất. Anh em ơi, anh em đá gọi nhau nhá. Đấy, gọi nhau nhá. Đấy. Luôn đó. Đấy gọi nhau đi, đừng để hỏng thế. Anh Tuyên thủ gôn hô vào. Hôn nhau cho thành thói quen đi. Sau kia sau sau. Ôi, đừng chuyển ngang. Hạn chế chuyển ngang. Đâu? Nó hơi non, hơi lỏng chân. Tưởng mấy bác phải tung người lên sút. Cái anh em chọc chọc cái đá lao kinh đâu. Đây là đội mình nhá. Đội mình chỉ còn thiếu hai thiếu ba người thôi. À thiếu hai người thôi. Thiếu thằng Cường Tỏi mấy cả thằng Tuân ấy. Sơn nó có đá. Không, Sơn nó không đá. Sơn nó ban tổ chức. Em nằm trong cái nhóm mình. À trong nhóm mình thôi nhưng mà Sơn nó ban tổ chức. Cái nhóm mình là bọn anh là không bốc thăm mà bọn anh là đăng ký là anh em mình đá một đội, hiểu không? Nhúc nhưng mà phải tài trợ giải là 10 củ. Cứ về thòng em ơi, về thòng xong rồi giãn ra. Các người vào. Đá vòng tròn điểm. Vòng tròn 6 đội sẽ vòng tròn chọn ra 4 đội. 4 đội chọn ra 2 đội, 2 đội chọn ra 1 đội. Cánh nào anh ơi, cánh nào? Tuần thuê 2 sân mà, tuần thuê 2 sân là 4 đội mà. Rồi đập cánh đi, đập cánh đi. Như năm ngoái là 4 giờ đá đến 5 rưỡi là 2 đội, xong rồi 5 rưỡi đá đến 7 giờ là 2 đội, thế là 1 tuần đã được. Tốt, tốt anh Duy ơi, tốt đấy. Nào giãn ra anh ơi, giãn cánh nào. Tuyền hay phát quá. Anh Duy ơi, chưa phải đá đấu đâu, cứ quăng ở dưới này cho anh em tập đi. Một chữa về này anh ơi. Đập đôi ban nhập. Ba hai, bốn hai chứ, bốn hai. Đá tỷ số không quan trọng. Nhưng mà có quan trọng gì đâu, đá mình ấy mà. Ngọc cũng hay đá tốt đấy, anh Tiến đánh bảo Ngọc cũng hay đá trưởng thành. Không, tôi đá nghiêm túc của khác. Được. Nhanh. Không phải đâu. Em yếu là vì sao em chạy là hai kiểu là đuối đuối. Chạy kiểu như là nó không chủ động ấy. Không chủ động chạy nên nó bị ấy, bị đuối. Em có mệt đâu? Ừ, biết rồi, nhưng mà chưa mệt nhưng mà ấy. Kiểu như mình phải phán đoán tình huống, mình đi bóng trước. Chạy bóng trước. Đấy, đập nhá, đập nhả lại. Này em làm tường quả làm sao rồi, sau bờ cắt quá thì bỏ đi anh ơi. Xô quá, rát quá thôi. Dung ơi. Bên này đá ngoài đây. Ui.
Bắt bóng tiếp, bắt bóng tiếp, bắt bóng tiếp. Tốt, phản công. Hiu 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 hiu. Hiu nào? Xẻ cho Dũng ơi. Ôi trời ơi. Quả đấy con tường. Quả đấy về ông bảo mẹ luôn rồi ông. Vớt bóng ra. Chưa vớt bóng ra. Làm tường ra. Thằng Dũng. Chuyền bắt được không ạ? Đúng rồi, chuyền nhầm tiến để đọc. Tuyến 2 đi em ơi. Không để ý ai à? Giữ đây, giữ đây. Tốt. Tìm người đập đây. Tốt. Sớp, sớp, sớp. Cánh nào tốt, rồi. Rồi. Giữ đây em ơi. Giữ vào, giữ vào. Căng ngang. Kìa. Tao pha luôn đây Hữu ơi. Mũi rồi, quả pha luôn đi. Nó tưởng là bên kia chắn được bóng, nó hụt. Quả chỉ đạn thôi, thủ bóng rồi. Đá bài bản này là được đấy nhỉ. Rồi, rồi, rồi. Ngượng. Có một quả đá phát này vào. Ông cũng phải chạy khởi động trước. À? Ông phải chạy khởi động một vòng sân trước. Không, tôi nó ổn rồi nhưng mà tôi chưa dám lấy thôi. Đó, đá đập thế thế. Đập thoáng là chuyền, thoáng là chuyền. Dũng về xin bóng này, Dũng về xin bóng này. Tắm lên. Tốt. Tiến đá được cả hai chân nhỉ? Chân trái anh quăng được, chân phải anh quăng được. Tốt lắm. Rồi giữ đây, giữ đây. Đập vào giữa thôi. Đập đi. Đập người đi. Đập đi anh ơi. Này, tuyến, tuyến, tuyến chiếc bóng này. Anh người nhớ. Anh người, anh người. Tưởng đội này đông lắm mà. Đây, đội bạn nó đá một đội bên kia. À, đá một đội bên đấy à? À. Đá đá, đá như thế, xay đá. Tuyến đi lên đi, Tuyến đi lên xin bóng lên Tuyến ơi. Cánh nào anh ơi, mở cánh ra, mở cánh ra. Sớm luôn đi, được anh ơi. Đội này phất lên. Sớm luôn đi, anh ơi. Anh em phải đá sớm đi. Đi vào hát trước rồi. Năm bà anh Tuyên, anh năm bà anh Phất đá nhá, anh em đá ban bật thôi. Nhắc rồi kiểu theo thói quen, nó theo thói quen nhiều quá đó. Tại vì anh ấy nhìn thấy nhiều quả là anh tiến theo mình ở trên kia thoáng nha, thế là anh đấy quả đấy sau khang luôn em lên quá nghiêng người rồi đâu, cho sợ sút không chuẩn nên anh phải giữ lên nào. Lại vào tiến. Kiến có tuần mới kiến tạo gì thảo vi. Không sao, không sao anh ơi. Chút kinh nghiệm. Không, mình phải mình bây giờ phải sai nhiều anh ạ. Mình phải ghi cả những cái sai, ghi cả những cái đúng vào. Đúng rồi. Đến lúc vào giải sai là không cơ hội sửa đâu. Nhưng mà góc quay này không quay này. Góc quay này không quay này lỗi thủ môn đâu. Góc quay này lại quay chỉ tiền đạo thôi. Cái tuyến này đá cũng chưa phối hợp với anh. Ông ấy là hay là kiểu tiền đạo độc lập ấy rồi nhá. Nhiều quả bắn bật rất gần ông ấy chỉ chờ cơ hội để ông sút thôi. Còn mấy nhau tiến mình đá vào nó. Anh Tuyên này anh phù hợp. Đá hơi đá của nhìn. Đá sớm vào bóng ấy được. Tốt. Đúng rồi. Đập sang, đập sang. Căng ngang. Trời ơi, quả ấy căng ngang. Được đây quả đi. Thứ tư đang biết đội của thằng Tuyến
Được. Đập ngã cho thoáng đi rồi. Thoáng đập chân, đi, chân đập ngã đi là xong rồi này. Đấy, cho nó quen đi. Rồi, thoáng chân vào, thoáng chân vào. Ở đấy nó bắt lại ngay. Khỏi phải đóng luôn. Quang! Quang! Ra ngoài được rồi. Camera quay rồi nhá. Có quay được quả đá xịt đâu. Có. Lúc đấy tối nay thằng Hữu nó về nó cắt cái đoạn này nó cứ phát thông kiến xem. Rồi, vào rồi. Không, ông ngồi đối quyền này là bảo ông ấy ra, đã ra khỏi hôn là phải dứt khoát. Phá ông phá bóng luôn. Không ấy ra là không hợp lý. Đâu chỉ trong côn thôi. Đá đập nhà đi em ơi, đập nhà thôi. Đừng dài. Ok. Sai bài ý tưởng tốt đấy. Thật đi. Anh người. Chị. Khá đấy. Tốt em ơi, tốt. Nhìn cho Trần nó bát. Quả đấy là kéo người rồi. Quả đấy là có tài là kéo người rồi. Ê, đúng. Nếu mà không kéo thì người ngã. Từ quay. Tuyến ngã. Nếu mà không kéo vào đấy là một tuyến ngã. Xong nhá. Con này chắc nó to. Nó to hơn rồi. Cho nên nhiều khi là bọn em đá phải bảo nó tránh ra. Bố tí. Điện giả đá là như thế nào?